đất đàng hoàng nha. Rồi. Rồi chưa? Chờ cái nhà, chờ cái nhà. Trời ơi cả nhà ơi, gập ghềnh khó đi lắm. Mà phải đi tới nơi tới chốn mới lấy được một cái cảnh. Cả một sự kỳ công đó cả nhà ơi. Ôi da. Được không cưng? Xích phụ cho. Dạ được. Đó. Cực. Còn cái dốc nữa kìa. Cực, cực thôi chứ cực. Ê coi chừng chợt cái té nha. Đứng ngựa đi. Trơn lắm. Tí ngồi ở đây thì được. Nè con dốc còn rất là cao. Không, tí ngừng xe ngồi ở đây thì được. Thì lấy cái dép cái này đi lên đỡ. Đúng rồi. Đi. Anh dừng xe ở đây đi. Ừ, đừng có đi đâu nữa hết á. Vậy xe không được đâu. Kìa mọi người nó khỏe đó. Không được đâu. Hắn chạy lên rồi kìa. Hắn chạy lên tới rồi kìa. Kìa đôi dép rồi kìa. Có đôi dép rồi. Có đôi dép rồi. Có đôi dép rồi. Dừng xe đây anh đừng chạy lên. Tí chạy qua lóc xe nha. Đi anh Mỹ lấy đồ. Chưa. Ừ, chưa khóa cầm anh mà. Trời ơi. Ai sách nách mang. Đường còn xa lắm. Đường còn xa và còn cao lắm. Thiệt tình là tôi quay tôi ghi còn không được nữa, đừng có nói mà cũng chịu khó đi ngược lắm luôn á. Chứ sao chết rồi, chết rồi, té rồi, chắc đập trong mặt em không là mọi người tuột xuống không. Coi kìa, coi kìa, coi cái này á mà có bầu mà đẻ là đẻ luôn đó, đẻ ở dưới rồi không cần lên đây nữa. Lên đây là để đứa thứ hai đứa ba. Trời ơi dốc gì mà cao vậy. Ây da. Oh my god. Giờ giờ chị đi đâu rồi? Thân bệnh hả? Bữa nào em qua lấy đủ nhiêu lít vậy? Cái này á, ekip nói là ekip sẽ chặn. Rồi xong. Chặn Facebook của Hồng Phượng, không chơi với Hồng Phượng nữa. Chắc là đồ lấy gì lít ha. Vì lý do hành hạ ekip quá. Mệt quá. Cực khổ như vậy đó. Nhưng mà nhiều khi á, ra MV á không ai coi hết trơn. Kéo qua đây luôn này, ngồi lên chị Phượng. Cực khổ vậy á mà nhiều khi quay MV xong á không ai coi mình hết trơn. Đây nè, đây nè, đây nè. Nói chung là bậy nhiều đầu lắm. Bỏ đi. Có trái cây không? Có trái cây. Có trái cây. Rồi tí rồi lấy like thôi. Mấy trăm chứ còn ai lấy không? Quên thì xuống mấy rồi. Nói chung là đã xin thôi chứ. Ai á mà có bầu gần sắp đẻ khoảng chừng 9 tháng còn 10 ngày ha. Thì vừa thấy cái dốc này xong là đẻ luôn rồi. Đẻ luôn hay là nín luôn? Đẻ ở cái dốc dưới rồi chị. Lên đây là nửa đường cấn thai đẻ đứa thứ hai rồi. Cái cao nãy gửi đây. Phải không? Trời ơi. Trời ơi coi nè mọi người ơi. Cả một đống. Một đống con người thở không mà chứ chưa có làm gì được hết á.
Em cầm cái máy mà tay em còn run. Ủa Bình á, đi đường lùi lên để quay nó chứ cũng chịu khó ghê á. Chịu khó ghê. Cũng được. Đó, đường đó thì dốc cao vậy đó. Áo thì dài, guốc thì 2 tấc. Đó, mà cái mấn thì 70 ký. 70 vòng. 70 vòng mà cũng 70 ký nữa, 8 triệu. Mấy vòng? 8 triệu cái hột. Mấn là cỡ 54 56. Đó, 70 cái vòng ở trên. Đó. Đôi guốc nè. Hột bẹt đó, guốc á thì giống như là một cái ghế vậy đó nhưng mà không có ngồi được, chỉ có đi thôi. Không nè. Nè chắc lại nè. Đó. Cầu cầu Mỹ Thuận nè. Đó. Cầu Mỹ Thuận nè. Cầu đó lên hột nè. Rồi vậy đó cho mọi người thấy được đó, kiếm được một cái cảnh đẹp như vậy nè. Kìa còn cái anh đó kìa, cái anh tà lọt ngồi bển kìa, ngoại con bé ngồi bển kìa. Thôi bé đó thì thôi miễn bàn rồi, nó không còn sức để nó nói đâu, giờ cho nó ngồi nhìn xa nó thôi. Rồi nhanh làm thì quay lại cái đạp quay kịp nha. Còn sao gom đồ không kịp rồi, gom đồ đi xuống phải không? Rồi uống cái nước đi. Mới nói xong. Rồi thôi bye cả nhà đi. Làm đi. Hello. Đây nè mọi người ơi, đây là toàn cảnh ha. Ngày hôm nay ông Phượng quay bài đồi thông hai mộ. Nè. Đang thiết kế ngôi mộ trên đồi thông luôn. Hồng Phượng đang ở tại đây là khu vực của đồi thông hai mộ luôn á mọi người, là ngay mộ luôn đó. Mọi người đang tất bật sáng giờ. Hồi sáng này á thì trời mưa, lúc khoảng 4 giờ Hồng Phượng dậy để make up là trời mưa, xong rồi tới khoảng 6 giờ là mưa vẫn còn lắc. Xong rồi là tới khi Hồng Phượng ra tới đây thì là trời thương, tổ thương. Cho nên là bây giờ trời đã quang mây tạnh rồi. Cầu trời là ngày hôm nay là trời sẽ trong xanh để mà Hồng Phượng quay cái MV này. Thật là đúng tiến độ. Chỉ mong như vậy thôi. Bây giờ thì Hồng Phượng sẽ qua bên này để cho mọi người thấy toàn bộ tất cả những người trong đoàn làm việc cực lực như thế nào nha. Hello. Đây, nam ca sĩ Quỳnh Thật. Quỳnh Thật đang thay đồ. Quay. Thích. Đó. Ủa đang live stream hả? Quay à. Quay tự nhiên quay làm gì? Live stream nó mới đẹp chứ. Tôi quay làm gì kệ tôi. Đây. Đây là đâu? Đây là diễn viên. Cái gì Quang? Trương Ngọc Quang. Đến từ quận Quanh. Quận Quanh gì? Thành phố Hồ Chí Minh. Quận Quanh à, quận nhất đó hả? Trời ơi, trời là chơi chương trình nhanh như chớp không được rồi. Quận Quanh. Nhanh như chớp không được. Trời ơi. Đây. Kiều Mai. Em xong rồi. Bà Hiếu. Đi gì? Dạ anh đang làm tiêm cúc. Đây. Một cái công đoạn rất là hay đây nè. Chị Ánh vừa make up cho diễn viên, rồi giờ make up cho trái trứng luôn. Để làm tổ chim á mọi người. Đây mình mua trứng cúc về, xong rồi mình đánh phấn cho nó. Hay không? Đây diễn viên Thanh Lan. Đó, vừa có mặt tại vừa có mặt tại thành phố Đà Lạt lúc 7 giờ sáng. Nè đâu mặc vô thế hả? Nghe chưa, chút nữa Quỳnh Thật á sẽ chạy vết ba đó, chạy vết ba cưng lắm. Ok, anh thích không? Anh thương hả? Anh thích sao? Thích đây cho mọi người thấy anh chủ vết ba. Người đi đằng sau mọi người có nhận ra không? Nam diễn viên ca sĩ Hữu Bình. Mọi người thấy đầu tư ghê chưa? Anh này anh đem chiếc vespa này lên cho phụ với Quỳnh Thật quay cái chiếc xe này để mà quay MV á, cần chưa? Anh Thật, anh có
tâm sự gì khi mà anh hát bài hát này chung với em không? Mặt cho thật giùm chị miếng phấn. Đưa dù thật cầm cho em. Chờ xíu. Tại chị đang cái dính tay rồi. Dính tóc. Tâm sự hả? Tâm sự. Ý là anh có vui khi hát chung với em không á? Không vui hả? Cho nên là Hồng Phượng quyết định là cạch mặt Quỳnh Thật, không hát chung nữa. Mai mốt chỉ có đợi Quỳnh Thật mời Hồng Phượng vừa mới hát thôi, chứ Hồng Phượng không mời Quỳnh Thật nữa. Phượng ghét lắm. Em không biết săn đâu. Thôi kỳ lắm, săn vậy là rất kỳ luôn á. Xấu lắm luôn á. Dạ thay nè. Thôi bây giờ em phải thay đồ rồi. Thay đồ nha. Chúng họ quay tiếp. Được. Rồi đi anh Thanh ánh sáng. À qua luôn. Em dưới thay luôn nha. Hả? Em dưới thay luôn nha. 8 mà đẩy mạnh cho 8 rồi. Trời thương cũng như là thương cả ekip luôn, cho nên là thời tiết ngày hôm nay khá là tốt. Và Hồng Phượng mong rằng 3 ngày Hồng Phượng ở trên Đà Lạt này thì thời tiết cũng sẽ ôn hòa như vậy luôn, để mà cái tiến độ của Hồng Phượng quay mấy bài MV mới gửi tặng cho tất cả quý vị khán giả sẽ được trọn vẹn. Okay. Dân Đà Lạt rất là dễ thương. Nè, đi tới nhà người ta quay, người ta cho mình quay mà không có đòi tiền bạc gì hết, chỉ dẫn tận tình vô trong quán cà phê nào, chỗ nào, chỗ kia, chỗ nọ, rồi được cho hái trái hồng ăn nữa, dễ thương cực kỳ. Dốc cao lắm mọi người ơi, dốc cao lắm. Chứ sao ngoài nó bán sao? Ngoài nó bán ăn rồi. Bây giờ mấy em tôi quay đuối ơi là đuối. Nó chín hơi á. Đây là một ông anh tôi là bỏ tù giữa chợ rồi. Còn ông mập này mà ông mập này nè mà tha từ ở dưới bây giờ là mình sẽ hái hồng nha, tại vì mà đang quay ở trong một cái bối cảnh nó rất là nhiều hồng nè, mọi người nhìn đi, trái hồng nó chín mà nó đỏ cam, còn mọi người thì đi dốc, đi dốc rất là cao, rất là mệt, và Hồng Phượng cũng từ ở dưới đi lên đây mệt cực kỳ. Đây chín luôn nè, đây nè đây mọi người ơi, bây giờ mình xin giới thiệu với mọi người, đây đây là cái trái hồng. Hồng này hồng gì, hồng giòn hả? Không có giòn, hồng trứng. Hồng Việt Nam á. Lần đầu tiên trong đời được hái một trái hồng rất là hạnh phúc. Cảm ơn cô chủ nhà. Trái hồng của mình nè. Các bạn thấy không? Từ nhỏ tới lớn mình mới thấy cái cây hồng đó trời. Xạo. Thiệt, từ nhỏ tới lớn em mới thấy cái cây hồng luôn á. Nào giờ mình ăn hồng không à, chứ mình không bao giờ thấy cây hồng các bạn ơi. Đây. Mấy anh em tôi lội từ trên dốc kia xuống tới dưới đó để quay. Họ tranh thủ đi với mưa à, gió. Đuối lắm mọi người ơi. Mình còn ai nữa không? Bây giờ ăn chưa không? Ăn chạy đó. Có đèn chạy không? Có. Khói này là ok luôn nè, đâu có đen luôn. Đây là ngày thứ ba. Thứ ba đoàn làm phim ca nhạc của Hồng Phượng và Binbi Entertainment đang có mặt tại Đà Lạt. Đây, Binh Bi đây. Đổ hả? Lùng lùng á. Ai?
Anh bên. Ừ. Đây đang quay lại xin. Vô chị vô đứng cái đi. Chị Phượng đang quay. Nói mất công bả nghe được. Mua hai cái bóp luôn. Ông xin luôn. Nói em giống mà lo chứ có gì đâu. Quay phim. Quay phim thì giờ hãy bỏ cái clip đó thôi, gì đâu. Đá là đá ngoài kia kìa. Đá nguyên bịch đá ngoài kia kìa. Đem vô cho. Anh đem vô đi mà. Đổ vô thùng đem đây giùm em. Nè, coi cái công đông lạnh làm đâu? Làm khói kìa. Đó, em chạy không? Em chạy vô. Đó, công đại làm khói của đàn đó. Trước khi quay cái chèo một vòng á. Để đâu nè. Chắc phải để bên kia để nó gió nó bay qua. Hai bên được. Chị đứng qua đây xíu. Móc cái đó kéo đi. Ok, quá hay luôn rồi. Quá hay. Giống như sương mù vậy đó. Sau lưng đằng trước mặt. Là nó hết xin được luôn á. Móc vô. Có như ung mũi vậy đó. Luôn nó hậu nữa. Ngay ok luôn, ok. Mọi người ai uống từ bò đá nha. Lên đây xíu đi. Tới gì dưới đó rồi, lên đây xíu đi. Có gì phải chạy mới được. À, muốn gió sao để điện thoại không mà bà giải quyết. Ca sĩ Phượng ơi. Thấy không? Thấy. Nó ngồi nhảy vô luôn không? Đúng rồi. Đẹp không? Đẹp không? Chưa về nữa. Ai chưa về? Phải nằm chung cái này. Trời ơi, bao nhiêu sức chạy quá. Bao ngày tính về chị. Bao quá. Ngôi sao điện giật mà. Nghệ sĩ nhăn nhăn. Có qua chưa? Có, nó chỉ cứ như rồi. Bây giờ cho cái thao của Tám qua bên đây nè. Có gì có này phải chạy mới được. Để chỗ là không vô đâu. Vậy đưa cái bạn đây em quạt cho. Cái móc đâu? Có này phải chạy mới được. Đang quay. Ủa có móc không? Có ai vậy? Này có ai vậy? Nó có sáp chở đá thôi. Có này cài cho nó chưa? Rồi. Không phải, không ai thấy thấy ít á. Thấy ít thôi quá đó. Bởi tới ngoài nhậu mà xong hồ không có điện thoại anh. Thôi người ta đang về rồi kìa. Có những sự đồng chế biến đổi của khóa hoang xã Yên Kỳ Xu Lộ. Hậu em kể áo khóa đi, nó lát hồi hình luôn á. Lát nhá gì lén chê. Đẹp quá. Rồi chuẩn bị. Nhạc, music. Dính người sau lưng không? Dính người không? Đang đi qua kìa. Xin đi khoan lửng cho. Chưa, từ từ. Mày dính nè. Cho tao qua. Khát nước hả? Đó, bay mình đông kìa. Anh biết ăn rơm không? Duyên dáng quá vậy. Đây, người con gái duyên dáng nhất trong đoàn. Đây nè. Chị ăn rơm không? Đó. Anh ăn Mỹ có chưa? Ủa ăn rơm không? Ăn rơm thì trường sinh bất lão. Cười vậy không? Ăn trước đi. Thương lắm. 4:30 dậy nôn, 4 giờ dậy nôn diễn được quay. Cuối cùng giờ chưa làm mặt. Thôi đừng nói nữa, nước mắt rớt rồi. Đẹp quá. Ông Phượng cùng với ekip là đang xuống hồ than thở. Cho chế đi vô đây. Cái gì ở bên? Đi. Đúng đẹp rồi. Quá. Chế vô đi. Trời đẹp quá. Chế quay qua. Đó. Anh Thủ Bình á. Cái gì vậy Bình? Đó.
quá đẹp luôn. Vô luôn. Đang thở luôn, em đi mệt. Dân quay qua Dân. Nè. Rồi lùi đi, lùi cho té đi. Té. Mắc gì đi anh đi trước đi. Thôi khoan anh cầm đi, anh rồi anh cầm đi, anh cầm anh gì? Quay cho em. Được không? Quay ngược lại, anh quay ngược lại. Đó đúng rồi. Hello. Thì hôm nay thì Hồng Phượng cũng với Quỳnh Thật là đang quay MV Đồi Thông 2112. Hiện tại là đang ở Đà Lạt và đang ở hồ than thở. Trên cái con đường này rất là đẹp đúng không mọi người? Cho nên là quay lại để cho mọi người cùng xem. Khi MV ra là mọi người nhớ đón xem ủng hộ nha. Cảm ơn.